Thì cái dấu thiên tâm này á, hôm nay mình nói lại, nó có từ thời của bác Thọ đang ngồi đây nè, quay bác Thọ nè. Năm 1000 ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam, Ninh, miền Bắc nước Việt, năm 1979. Thời đó đó là bề trên thấy Trung Cộng sắp sửa tấn công vào Việt Nam. Bác ngồi đây bác làm chứng coi con nói có sai không. Thì lúc đó mẹ với ngài Địa Tạng với tất cả những A-la-hán, những chư Phật đông lắm, mà đi xuống, đi xuống trại tù của những người tù nhân. Mấy ông nội này là học sĩ quan Đà Lạt không, là học giỏi đúng không, mà tại sao phải bị đài ra ngoài, là phải đóng cái màn kịch khổ của cái nước Việt. Mà ở ngoài đó đó, người Cao Đài cũng bị bắt, người Hòa Hảo cũng bị bắt. Thì ở Cao Đài hay là Hòa Hảo họ có chạy cơ. Thì đầu tiên á, là mấy vị thắng, thắng đầu tiên, sau đó có những cái cơ cũng giống như Thanh Nga về ca nè, Hồ Chí Minh rồi về nói chuyện đồ. Rồi đến cái cơ quan trọng nhất, đó là Phật Mẫu. Thì lúc đó ngài Địa Tạng đi trước dẫn đường cho mẹ, thì mấy chư thiên đi xuống. Mẹ mới ra cái bài kính thiên đầu tiên cho nhân loại mình. Đó là bài kính thiên số 1 đó. Kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi nhớ lấy những lời mẹ khuyên. Lúc đó là Tiệt Đoàn đang nằm ở trên biển, trên chiếc tàu á, lên đơn nó sắp chết luôn á, là bị hải tặc nó đang cướp. Thì trên thì mẹ nhìn xuống cái biển Nam Hải, Vịnh Thái Lan, thì con mình nó sắp chết. Nhìn ra ngoài Bắc á, thì Trung Cộng nó sắp sửa tấn công, mấy tù nhân á, thì chết lần chết mòn. Thì mẹ ra bài kính thiên đó, kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Nhân sanh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người. Nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mệnh đạo đời dương gian. Tức là vừa đời vừa đạo. Rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Chúng sanh đã biết ân ai đã truyền, ấy là trời Phật linh thiêng, giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh quan ca cuộc đời. Thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ứng ở thời cơ sau. Đó là cái bài của mẹ thiệt. Thì nó ra từ thời đó. Cho nên đến khi mà năm mỗi một thường thường á, mình biết cái dấu thiên tâm này nó có từ năm 79. Thì lúc đó đó, các chư Phật ở trên á, mới kêu mấy bác ở trong tù phải mau mau đi kiếm mũ, kiếm gỗ để mà làm cái dấu thiên tâm để đeo. Thì nếu mà so đến thời hôm nay đó, Kiệt là hậu thế, Kiệt là được thừa hưởng của những cái bác tiền nhân đó. Đâu phải một mình Kiệt mà biết được cái dấu này. Thì nguyên một cái trại tù là biết cả nghìn người đúng không? Thì đa cũng làm chứng cái dấu hiệu này có ra đời từ thời đó ở thế gian. Bây giờ có người lớn tuổi chết, có người còn sức khỏe như bác Thọ ngồi đây đúng không? Mà đến khi mà sau này khi Kiệt bắt đầu lớn lên ở Mỹ, một người thanh niên bình thường, mình cứ nghĩ mình bình thường, nhưng đến khi Đức Thầy với mấy vị trên trời xuống mới gõ đầu. Tại lúc đó Kiệt xây cái chùa 208 tính đi tu, bỏ hết tài sản. Mấy vị nói con không được đi tu nghe, con đi tu cái là không xong rồi đó. Cho nên bây giờ còn áo vest là từ đó. Thì là từ đó, thời đó đó, mấy vị bắt đầu mới ngồi kể là hết lịch sử. Con tái sanh lại, cái mình mới nhớ, ủa tái sanh cũng giống như mấy ngày Rinpoche của Tây Tạng họ cũng tái sanh. Thì mấy vị mới nói con là dạng tái sanh, xuống đây để làm nhiệm vụ chứ không có được đi tu. Con mà mặc áo vàng con là ích kỷ. Mấy vị nói luôn á, mà lúc đó nhất định là đi tu. Mua chiếc OV còn đậu dưới building á, rồi xây chùa có nhiêu tiền cho hết. Lúc đó đồng hồ Rolex có mười mấy cái, cho láng luôn, cái mấy chục nghìn á. Rồi vàng cái hộp như nè, có nghìn ao cho hết, cho khỏe, không thích giữ nữa. Thời đó thì trở lại cái dấu hiệu này là năm 1979 đã có ra đời. Rồi bởi vì bắt đầu mới nói tất cả đều là cơ vận sắm chương trình. Rồi lúc đó Đức Thầy mới về, ngài mới nói luôn, ngài mới dạy kêu Kiệt phải đọc
loại kinh này, loại kinh kia. Mỗi lần Đức Thầy về là dạy kiệt đọc về kinh điển. Mẹ thì về nói về gia đình, dạy dỗ về cái nhân cách. Còn những vị hùng thiên sông núi như Ngài Trận Đạo, Nguyễn Ông Trực, Nguyễn Thái Học, rồi Ngài Trần Quang Khải, Sơn Tinh Thủy Tinh, là thằng núi Ba Vì, tất cả hùng thiên sông núi, có cả ngàn ngàn vị lớn, chỉ tiếp xúc cả ngàn người á. Thì bên nào chính trị thì mấy vị về chính trị dạy, bên nào đạo thì Đức Thầy và các chư Phật dạy, trong đó có Hòa Thượng Tế Công, thì thường nói có sáu sư phụ. Còn bên về gia đình thì có bên ông Long Dương, Long Mẫu với mấy chị đồ. Đó là thật. Trải dài cho tới ngày hôm nay là năm 22. Vậy mà có người nói mình ham làm giáo chủ. Thôi tôi không có ham, tôi cũng đeo cái dấu này như mọi người, và đồng thời tôi chỉ là người truyền tin. Nhưng mà phải có một người thông thiên tiếp xúc được cái bài trên mới biết được cái này. Chứ bây giờ thí dụ như ai mà làm cái dấu này, lấy kinh gì đọc? Người ta nói đạo Phật là si đồi xuống, pháp nạn thì có. Nhưng mà Phật Thích Ca nói á, ai mà làm lợi cho quần sanh, ai mà đó là đại tử của ta. Còn mấy thầy áo vàng bây giờ cũng dùng pháp Phật mà đi ngược không? Thì từ đó muốn cho thay đổi, thích ứng với thời sống á, bề trên á, mới ra cuốn Kinh Thiên Tâm. Cuốn Kinh Thiên Tâm đầu tiên á, ra vậy. Mỗi lần ra vậy thì để lên bàn thờ, các chư Phật đều đọc hết. Đọc cái này dài quá, ngắn quá, sửa đổi là do bề trên sửa đổi. Nhưng phải bỏ kinh Địa Mẫu vô khúc đầu để cho người ta hiểu mẹ. Tại vì thờ cha là đọc giác thần, Thiên Tâm là thì với thờ cha thôi, Thượng Đế. Mình học là học Tam Đại Tạng Kinh. Tới ngày hôm nay, những cái đạo khác hay những cái ấy khác, người ta thấy Thiên Tâm lạ, người ta không thích, thì người ta có quyền nói là tà hay là quan tưởng hay gì hết. Nhưng những người đó là những người làm cho việc đau lòng nhất, là vì cái cứu không có nổi. Họ sẽ bị mất cái chiếc lỡ cái chiến thuyền kỳ này á, mà cả đời tu tập á. Khi mình khẩu nghiệp rồi, mình phỉ báng rồi, mình quay lại không có được đâu á, nghe mấy quý vị phải để ý á.